Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tolly. Hôm nay mình sẽ làm clip ở trong map Vikendi, quay trở về Vikendi theo nguyện vọng của anh em nha. Ấy thi thoảng về cái Vikendi cũng được. Lần nào cũng thế thì cứ nhảy villa cho đông nhưng mà mình nhảy chậm mất rồi anh em ạ. Nhảy ngu lên xuống chậm rồi. Tiếng trên đằng này. Bạn vào nhà này là chết dở rồi. Định nhảy nhà chính cơ nhưng mà một team nó vào trước rồi anh em ạ. Rất ui ngon quá, mấy ông này cứ phải spam luôn, bắn trước khi nó chạy ra anh em ạ. Thôi nó cầm súng với nhau, hình như trên này bắn xong rồi, còn tiếng chân chỗ phía bên phải mình này, mình nghĩ là nó đang kè đấy. Ra ui cũng đẩy à, vai trưởng nghe tiếng chân càng ngày càng gần mà hốt hết cả hồn ạ, à hết cả hồn ạ. Bot này. Này nó có bot anh em ạ. Mình lên đây muộn quá nên thành ra là clear xong chỗ này rồi. Chả có người luôn. À đây rồi. Gọi gọi đấy, thấy xe mình đi qua bắt đầu gọi lên anh em ạ. Bên trái, nghe tiếng chung bên trái này. Ở phía bên ngoài, chạy phía bên ngoài. Nghe tiếng xoạc 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 xoạc. Ôi giời ơi. Úp mặt vào sông quê, chết ngay. Thôi phán tôi anh em ạ. Cho anh em nào mà chưa biết thì cái map này là một trong những map hồi xưa mà mình dùng để cày chí tôn nhá. Úi giời ơi, trên con. Ngoài trời đang mưa, trên núi thì đang bắn xuống. Ngày xưa cái map này thích lắm anh em ạ. Bây giờ thì nó ra mấy cái map sự kiện có thể hồi sinh được, nên người chơi đổ về hết mấy cái map sự kiện hồi sinh rồi anh em ạ. Mình lên khói, đánh lạc hướng xong rồi mình chạy ra đây đi móc. Mưa ồn quá trời ơi. Có tiếng chân này. Ui dồi ôi. Ê, bên dưới nó còn bắn xuống, à mà lên kìa. Này mình nghĩ bọn này chắc là một team đấy anh em ạ. Gạt đã cho nó chắc. Đâu hết rồi các bạn ơi. Đi lẻ toàn chết hết thôi. Thì nó chạy dậy đi rồi anh em. Rồi, một ông. Còn một ông nữa anh em ạ. Chà thế đâu, thôi phắn cho nó chắc. Mưa hơi ồn lên, có gì lúc nào mà ồn quá thì mọi người thông cảm nhá. Trước mặt đang bắn nhau. Loanh quanh luẩn quẩn ở mấy cái chỗ khu vực lớn ở đường bay ấy. Kiểu gì cũng có người. Mà nếu không nhầm mình như bọn này vừa có tính thì phải. Rồi, có tiếng xe tới luôn anh em ạ. Phắn. Không biết nó nhìn thấy mình chưa. May quá nó chưa nhìn thấy mình anh em ạ. Ui dồi ôi. May mà kịp nghe tiếng chân ý. Không là vỡ mồm. Có tiếng chân. Chạy ra phía chỗ tuyết. Chạy trên tuyết. Vậy là khi nó đứng bên ngoài rồi anh em ạ. Ui dồi ôi. Một pha headshot thế mà không lốc kìa. Thằng này thề với cả mọi người, chỉ cần dính thêm mỗi 2 viên đạn nữa thôi là nốc. Rồi bây giờ nốc thật này, chắc chưa kịp bơm máu. Có một thằng ngay dưới cho mình nữa, không dám chạy ra. Mình đang ở rất cao nên thằng này nó không dám ra anh em ạ. Ui ui ui. Ở phía bên kia vẫn còn tiếng súng đấy, cẩn thận. Chơi cái map này mà ở mấy cái chỗ khu vực nhà cửa các thứ thì chết rồi, xấy lộn rồi. Không sao, chơi luôn này. Ui rồi 2 viên 2 mạng luôn anh em ạ. Một viên là gạc, một viên là nốc. Trái mình. À, đồ khỉ anh em ạ. Chơi cái map này mà có cái đồ chỉnh màu ấy, mọi người chỉnh hết màu trắng ấy, thì không khác gì bộ đồ khỉ luôn. Này thì nhờ vì chúng tôi này.
lên đường. DPS map này rất là bá, nói chung là tất cả các map đều bá, nhất là trong những khu vực hẹp ấy, sướng lắm. Tôi bắn cái khẩu này. Bây giờ mọi người cũng phải hiểu thôi, bây giờ địch nó cầm DPS mà mình cũng phải, nếu mà mình thấy DPS thì mình cũng phải nhặt để bắn lại nó chứ, đúng không? Tội gì. Thính thính thính, ưu tiên thính trước, bọn kia đấy nó đứng trên đồi nó táp mình rồi. Ui giời ơi, nó phắn đồi. Trên đồi phải lại đi rồi. May quá anh em ạ. Pha vừa rồi tưởng chết cơ. Có thính chân. Đây này. Trời ơi, mưa ồn quá. Bên kia vẫn có tiếng súng này, mình nghĩ là hai team khác nhau đây anh em ạ. Xịt rồi, có bom xịt rồi. Có tiếng nó chạy đi rồi. Nó chạy đi rồi anh em ạ. Hay là cùng team nhỉ? Rồi, chơi bọn mình này. Úi dồi ôi. Úi dồi, nó bắn cái khổ đau quá. Cái khổ ra đạn nhanh lắm anh em ạ. Khổ MG. Thính. Mình cứ phải cẩn thận. Đấy, còn từ xuống phía khu vực bên này mà. Rồi, nhìn đi thôi, nó đang cay này. Mơ mồm. Solo squad hay là team đồng đội chết rồi. Xe mình vừa đâm vào cái nhà kia nó bị mắc rồi anh em ạ. Trên đồi lại có một bọn nó ke nữa. Ngay thì tiếng ốp là cũng hơi độ hoang mang rồi đấy. Còn cái khẩu súng thế nhé, định vào bo cuối bắn cho nó gọi là nhiệt. Nhưng mà thôi, ra để bắn này, cho đỡ mắc lên mái nhà. Thả nếu cầm slip thì phải. 124, vậy là thằng ốp là thằng khác rồi anh em ạ. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Trời ơi bạn ơi, bạn cố khe tớ làm cái gì? Rồi sao con xe của mình kìa. Trời ơi. Rồi quả xe chán thật đấy. Bắn để lấy xe vào bom cuối cùng. Đó làm cho mình một pha gọi là bất ngờ và bật ngửa. Sài Gòn mưa lắm quá anh em ạ. Mình đang thấy bảo đang trong mùa mưa đấy, lúc nào cũng mưa, tầm chiều lúc nào cũng mưa. Bên kia đang bắn nhau kìa. Mình phải tranh thủ lúc nó đang bắn nhau, chạy vào mới được. Nằm kè chán chê. Đôi chân trắng thế mà lại không bị lộc. Các bạn đứng yên ở đấy cho tớ. Không có chạy vào trong phòng nhỏ được đâu. Xuống không? Không xuống được à? Không xuống này. Không xuống này. Thái Lan đang bắn nhau với cả team nào phía trước mặt mình ấy. Đen chưa? Team này như là team okay, mình ở trên núi lúc nãy. Thấy không? Đang chạy kìa. Ai rồi? Lốc được có một. Ôi thôi, đừng có bắt két mà ăn. Bắt cái ông nào. Ông này ông cái. Thề luôn, cái ông này mình bắn từ nãy giờ vẫn không chết. Có thằng móc rồi. Mình bắn từ trên đỉnh núi cái chỗ phía nhà máy mà cuối cùng ông vẫn giao cái mạng của mình được. Trời ơi. Một bát. Chết dở rồi. Vậy là còn một thằng lốc là một. Vậy là còn phía mua. Một ông chơi đối với cả một ông trước mặt mình thôi anh em ạ. Không phải đây là gạt. Phải là hình như chết. Đúng rồi. Ui dồi ôi, một ca. Ui dồi ôi. Vậy là còn mình với cả cái ông ở trên núi thôi. Ôm đi. Nào, có mắt ra bạn ơi. Đây rồi. Ui, nhảy à. Vai tìm mắt à. Trời ơi. Team map là có bị ban không ta? Team map ở cuối như này mà chỉ còn có hai team, team mình với cả team địch thì mình nghĩ là sẽ không bị ban đâu. Alo. Alo. Ông người Việt Nam à?
Alo, Không phải Việt, phải người Việt ở Nam Việt không? Nam ạ. Ông Việt Nam à? Alo, Chả Việt Nam, kiểu ông là nước ngoài. ông Làm Việt gì Nam, đấy? ông nhá, ông cái mấy Thấy mạng ông của tôi từ trên đỉnh núi xuống tận đây rồi đấy tôi thấy đó, tôi chụp ảnh. nhá. Tôi thấy ông bắn ghê quá, giống cả. Ôi ghê gì đâu. Tôi chào ông nhé. Này ra đây tôi cho tôi một này là bắn tôi đi. Ông kia bảo ông này là chơi cái bài gọi là ra tự sát bằng bò rồi. Không sao. Ôi, ông tôi một. Sống trời cố tận bây giờ thôi mình cứ tặng cho ông ấy tốt một đi. Tốt một cũng có làm được cái gì đâu. Alo, cảm ơn ông nhá. Ok ok bye ông. À, mình đã quay trở lại đây. Trận này thì nhảy ngay đầu đường bay. Nhưng mà hình như có một team thì phải. Sống 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 sống. Ở mấy cái kiểu khu dãy nhà kiểu như này ấy, trèo lên mái rồi dùng DPS các thứ xuống lắm. Hồi xưa DPS nó còn trong thính hoặc là nhào cơ. Chơi cái map này mình chỉ dùng có khẩu shotgun 2 viên thôi, khẩu S686 ấy. Và nó rất là thích. Ông từ ngày mà còn đánh chân. Rồi xong tạch rồi anh em ạ. Từ ngày mà trào lưu DPS ra ấy, thành ra là nghỉ hẳn. Nói chung là theo yêu cầu của anh em thì thi thoảng mình sẽ vẫn làm với khẩu S686 thôi. Yêu cầu là phải yêu cầu nhiều cơ, chứ còn yêu cầu mà ít hoặc nhiều thì chắc là thôi anh em ạ. Lại còn có cả mấy ông bắn map Lusa nữa, yêu cầu map Lusa nữa. Trời ơi, tại sao nó không trúng viên nào kìa? Cái tâm nó ngay gần đầu như thế mà không trúng viên nào ta? Còn bom anh em ạ, còn bom, chơi bom đi. Ít mà tầm 2-3 thằng ngay trên đầu mình. Hai thằng trên đầu với cả một thằng ngay phía phòng. Ui, ui. May quá, miền bài anh em ạ. Chạy sang bên này một thằng rồi anh em ạ. Nhanh thế. Bộ đâu? Là kiểu nhau trên phòng đấy. Ra là chết, tớ biết mà, kiểu gì nó cũng chạy ra bằng tớ. Cứ phải spam trước cho nó chắc. Chờ chơi cái bài của chơi bài chắc. Nó mà ra nó chỉ cần xoẹt một phát vào cái đầu mình thôi là coi như là mặc dù là mình là người đẩy nhưng mà nó ăn thêm một phát là rúng đầu nó chết ngay. Giờ lại thêm team nữa đẩy này, team kia clear rồi, team này không biết team nào. Ui rồi cũng trèo leo ghê thế bạn. Ghê đấy. Hồi xưa Indo chơi cái map này cực kỳ đông anh em ạ, cực kỳ đông luôn. Cày chí tôn, hồi xưa mình cày top 1 chí tôn cũng ở trong cái map này này, mà hồi xưa ít hack cày nó bằng thực lực các thứ sướng lắm. Một ván nó chỉ cần tầm 3-4 kill thôi nhưng mà nó cảm giác nó sướng lắm anh em ạ. Ui xuống một thằng gì xuống rồi. Nào, ra đây. Ai à? Ui. Kiếp. Ông dọa bắn vẹo hết cả cổ. Trên mái còn này. Ui tôi chết tôi tạch của khu chúng thế nào. Bộ này chắc là cũng đông đấy. Ít nhất là 2 thằng. Ra bắn tới đi. Đúng rồi, ra đây. Ra là chết. Ra là chết. Con này có súng gì đây? Hình như cũng DPS thì phải. Đấy đúng rồi. Úi trời ơi, nó có sai đâu. Lên nhà, lên mái, lên mái. Lên mái, ta bắt con gà mái. Có tiếng nhảy. Úi trời ơi. Nhảy ra đi từ bao giờ đây? Mày. Mày quá, pha vừa rồi tí đi hẹo. Tìm cửa anh em ạ. 1, 2, 3, 4, vậy là không. Tiên này chỉ có 3 thằng thôi đúng không? Phải không nhỉ? Đâu đây mình cũng giết tìm cựa. Tiên này cũng là tìm cựa đúng không nhỉ? Thế nhưng tìm này có 5 thằng á? Sao không tìm kích ở liền mà nhỉ? Hình như tìm này có 3 thằng thôi. Có tiếng này. Tiếng này chỉ có bot thôi. Bot thì nó mới chạy lộ thiên như thế.
chán thật đấy, người chả biết nó chạy đâu hết rồi, đi từ nãy giờ. Ui rồi rồi rồi, nó không bom xong, đi từ nãy giờ không kiếm được mống nào kìa. Thôi em xin xin lỗi, tao vòng lại tao bắt chết trong người luôn. Kiếp phao rồi, thằng nào mà là giấy tốt là nó cho mình sang chơi vật mới rồi đấy. Mà anh em nào mà có nhu cầu mua hay là bán đạc thì qua shop của mình tolisama.vn nhá, shop bán đạc chính chủ của mình. Lên tolisama.vn là sẽ thấy cái phần gọi là chat với cả admin ý, cứ ấn vào đấy là có thể liên hệ được với mình nhá, tolisama.vn. Đây rồi. Mày này, ngó cửa sổ này, cho mình chết cái thừa. Chưa cái thói cam gì nhá. Mày quá. Rồi, phía bên kia có vẻ đông lắm anh em ạ. Mày quá. Còn ông ta. Thôi, vào bò, đẩy sang phía bên kia thôi anh em ạ. Các bạn đâu hết rồi, sao tự nhiên im mắng này. Đấy cũng còn bắn nhau inh ỏi mà. Chứ mặt. Mình nghĩ nó qua cửa sổ rồi này, nghe tiếng rồi. Không phải à? Không phải rồi anh em ạ. Trong nhà đấy nhưng mà không phải ở chỗ cửa sổ. Rồi nghe rồi này. Nhảy ra rồi, phải anh ta. Nhảy ra rồi. Rồi, chết. Philippines. Ui, bây giờ nó đẩy vào đông lắm này. Khiếp các anh ơi. Phắn cho lành. Đằng nào thì chỗ đấy cũng ngoài bò rồi. Giờ mình vào, mình không cần phải quay lại, mình chơi trực tiếp đó làm gì cả. Cứ vào trong bò cam lại đó là ngon nhất. Nhà tinh. Rồi, để gần rồi, nghe tiếng chân được gần rồi anh em ạ. Rồi, cũng có tiếng xe luôn. Trời má, đừng có đẩy một phát bốn thằng nhá, tớ không đỡ được đâu. Một đâu. Sướng nhờ, của AUG bắn ra đạn nhanh cả đấy. Từ hồi nó thích cái, thành ra là bắn sướng hẳn. Sắp tới là Halloween nó sẽ có AUG nâng cấp 8 level thì 8 level đấy anh em ạ. Nếu mình không được 7 hoặc là 8 Halloween. 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 Rồi, nghe rồi. Nhảy ngay trước mặt mình này. Này thì nhảy với chúng tôi này. Này thì spam này. Chết, nguyên một team anh em ạ. Ngon quá. Xuống nhà đi. Xuống nhà xong rồi. Ui à, không kịp đâm nó anh em ạ. Rồi sao, chết luôn. Trời má, sấy khẩu này thích thế. Lông sấy AUG anh em ạ. AUG. Rồi, team nữa tới. Team nữa tới. Thôi không ổn rồi, chắc là chạy sang không kịp rồi. Đẩy đi các bạn trẻ. Không đẩy ra. Cho xe bom tiếp. Ô, thằng nó chạy kìa. Người không phải bot đâu. Khựa. Ui, ông này nhìn trông có vẻ hóng áo thế. Để phô như thế chết đấy. Ui rồi ngáo thật đấy anh em ạ. Bạn ấy chắc mới chơi rồi. Trong một số anh em không biết thì nếu mà mình đi trà trộn ấy mà ai mà nhận ra mình thường là mình sẽ out. Còn nếu mà chơi thì mình sẽ chơi theo kiểu sống còn chết xong rồi out ra chơi vào mới anh em ạ. Chứ còn làm clip trà trộn mà mọi người nhận ra thì còn cái gì hay nữa. Đấy, mọi người cứ phải thông cảm cho mình nha. Team này nó không có mạnh đâu, mình cứ đẩy thẳng luôn đi anh em ạ. Mình nghĩ là mấy cái team mạnh đầu game là mình có bắn rồi, đầu trận mình có bắn hết rồi. Ui dồi ôi, mở cam. Hết phim. Đầu trận là có mấy cái ông Trung Quốc, cái tay to các thứ ấy, nó nhảy hết chỗ đầu đồng bay rồi. Thế từ lúc mà mấy ông ấy chết cái thành ra là cảm giác mình mạnh quá.
Giờ nó núp ở chỗ phía trước mà mình này, không chịu chạy ra. Giờ mình sẽ bẫy đi, thả mình sang ở đây. Đấy, khi nào mình bắn nó yếu phát thì mình sẽ bắn nổ bình xăng nó chết. Đó, công thức là như thế, nhưng mà để xem có nhìn thấy bình xăng không đã, hình như không thấy rồi. Nó lát nó không thấy anh em ạ, phải đi gần vào nữa nó mới thấy. Thôi má, có thằng làm bên này được không? Đối. Phải giải quyết thằng này nhanh thôi. Đây, đi con xe dán vào này. Ông kia thì cho quả bom, đang định đẩy vào cho quả bom. Hốt cả hền nữa. Rồi, xong rồi này. Hình như cùng team thì phải. Dán ơi, vào đây dán. Sấy mãi thì kiểu gì nó vẫn sẽ lổ thôi. À, khôn phết nhờ. Tưởng đẩy thẳng vào mình cơ. Hóa ra là xuống chỗ phía tảng đá. Gì? Từ từ. Đánh bắn đốt đó. Thôi anh ơi. Úi chút chút vẹo cổ. Tao chơi này. Bỏ luôn này. Ý rồi. À, thằng kia lại lên à? Mày chết thì còn lại. Nghe để bét và bắn tầm gần thì chỉ có lát xác thôi, lát xe thôi. Rồi, sao một ông nữa sao chết rồi à? Ô, anh trưởng. Rồi, ok mọi người xem clip thì hay đừng quên like và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nha. Mua hàng thì qua shop của mình tolisama.vn nhá, số bán hàng chính chủ của mình. Cứ lên shop tolisama.vn là sẽ thấy cái phần liên hệ với cả mình nhá. Ok.